Cảm phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình COVID News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên kênh VIET News USA. Để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé! Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô bếp từ năm 2007 tới nay với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pin champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Cứ mỗi thứ ba đầu tháng thì chúng ta lại có cơ hội tìm hiểu về cây trồng và cách chăm sóc nó. Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm 2022 thì Arizona đã đón nhận nhiệt độ lạnh hơn bình thường mỗi năm. Với lý do đó, trong chương trình Khu vườn của những con ong hôm nay, chúng tôi mời quý khán giả đến với cô Phương My, chủ nhân của khu vườn, với những chia sẻ của cô về cách thức phòng ngừa và chăm sóc cây mùa đông. Bí kíp dược thảo lá sông đặc chế giúp chống lại cảm lạnh và cúm, mở xoang phổi, thanh quản, làm nới lỏng cơ bắp và giảm dị ứng, thúc đẩy lưu thông máu, đổ mồ hôi ra độc tố và tạp chất, loại bỏ các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn và các tác nhân gây viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp giảm căng thẳng và tăng tinh thần minh mẫn. Hãy gọi ngay 916-666-0218, 916-666-0218 hoặc info@mnmothernature.com. Chào mừng quý vị đến với khu vườn của những con ong, Bee's Garden. Chương trình phát hành mỗi thứ ba đầu tháng trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ chiều giờ Arizona trên kênh VIET News USA, mang quê hương đến mọi nhà. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì trong đầu năm 2022, chương trình khu vườn của những con ong thì chúng ta sẽ có những cái technique gì, có những cái điều gì đặc biệt cho năm 2022 mà chúng tôi xin mời quý vị đến với khu vườn của những ong và bà chủ của khu vườn là Phương My. Chào Phương My đến với chương trình. Dạ chào anh Đồng Phúc, dạ xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái thời tiết Arizona trong cái mấy ngày qua cuối năm và đầu năm 2022 thì nhiệt độ quá lạnh, lên xuống tới hơn 4 độ so với bình thường mọi năm. Thì Phương My có thể cho biết với cái tình trạng hiện nay, nhiệt độ lạnh như vậy thì cái khu vườn của mình có tác động gì như thế nào? Dạ nói chung là tại vì năm nay mình chủ quan, tại vì nó qua một thời gian là nó ấm. Nó ấm đáng lẽ là nó lạnh cuối tháng 12, giữa tháng 12 rồi là rất là lạnh rồi. Nhưng mà mình chủ quan cho tới tháng 1 này vẫn chưa thấy nó lạnh. Cái nó có hai ba đêm là nó lạnh tới 30 mấy độ á. Đúng rồi, là bắt đầu bây giờ là có một số cây mình chưa có che kịp. Thật ra là đáng lẽ là phải che rồi, nhưng mà năm nay do bận rộn với lại cũng do lười nữa cho nên không có che. Nhưng mà bây giờ thì tụi em có một số cây là nó nhìn nó hơi thảm thảm xíu, giống như chuối nè, cũng không đến nỗi nào nhưng mà lá của nó bị khô ha. Rồi mãng cầu sim á, cô sim nó cũng bị nặng á. Nhưng mà đa số những cái cây mà bị nặng, như giống như vú sữa hoàng kim là bị nặng hơn, vú sữa bình thường cũng bị. Cho nên những cái cây mà nó không chịu lạnh được á thì những cây đó mình nên che nó sớm hơn, thường lệ nó chừng 45 ban tối là mình đã che nó rồi. Không cho nó phải dưới 40 nữa phải không? Dạ đúng rồi. Dạ.
Cho nên mình phải chú ý, giống như cái vườn của mình có cái gì á thì mình phải chú ý những cái cây nào mà không chịu lạnh được. Mãng cầu sim nè, vú sữa nè, rồi cái gì nữa ta, chuối nè. Chuối thì ok, nó rụi xuống nó vẫn mọc lên lại, nhưng mà mãng cầu sim là với lại những cây khác, vú sữa là thôi nó rụi xuống là nó xong luôn rồi. Còn những cây như cây xoài, cây ổi rồi này kia thì nó có độ mạnh tốt hơn không? Xoài ổi nếu mà nó đã mạnh, cây nó đã nằm dưới trong đất á, mà nó đã mạnh á thì nó chịu lạnh tốt hơn, nó có thể chịu lạnh cho tới 35 độ C. Độ F á thì bây giờ thì nó còn ok, những cây xoài em trồng nó vẫn còn tốt. Nhưng mà có một số cây nằm trong chậu á mà mình không có bón phân nó đầy đủ, hoặc là mình không có bỏ mulch nhiều á thì nó cũng tại vì trong chậu thì không có bỏ mulch nhiều cho nên nó cũng dễ bị lạnh hơn, cho nên lá anh cứ thấy một số cây có lá trái và một số cây không trái. Nghĩa là cây nếu mà chúng ta trồng ở trong cái vườn của mình á thì nên bỏ những cái mùn cưa, bột giam bào đi ha, để cho nó giữ cái độ ấm, giống như là một cái lớp bảo vệ độ ấm. Lạnh sẽ không có, mà dù có mùa lạnh hay là mùa nóng đi nữa thì cũng nên bỏ phải không? Dạ. Bởi vì mùa nóng thì nó sẽ giảm đi cái lượng bốc hơi. Đúng. Mùa lạnh thì nó giảm đi cái độ lạnh của thời tiết xuống. Nó giữ ấm được cái gốc. Dạ. Thành ra nó cũng nên, cho nên quý vị cái kinh nghiệm của mình á thì nên có những cái lớp mùn cưa, nhưng mà có nên bỏ sát gốc đó không? Chừa cho nó một chút xíu để nó thở, nhưng mà mùn cưa tùy theo loại mùn cưa, những cái loại mùn cưa mà nó đã phân hủy ra nhiều rồi á thì mình không nên để sát gốc quá, nhưng mà những loại mùn cưa chưa phân hủy á thì mình vẫn có thể để sát gốc được, tại vì mùa này là thứ nhất nó chịu ấm nè, thứ hai nữa là nó có thoát khí, nó không có bị úng, làm cho gốc bị úng thì mình ok. Gọi là cái loại mùn cưa mà giam bào này kia đó thì cái loại mà loại còn gỗ đó, nghĩa là nó chưa phân hủy, gọi là nó xốp rất là xốp. Cái loại toàn còn miếng giống như là nó không khí nó thể thoát ra được thì không sao, mình để có thể dồn lên để tạo cái độ ấm cho nó không sao, nó vẫn thoát khí được. Nhưng mà nếu mà cái mà dạng như là để thành mùn rồi đó, thành bột một mình rồi đó, thì nếu mà để sát gốc thì nhiều khi nó sẽ bị nén cái không khí, mà gặp mấy bữa nay mưa nữa thì nó nhiều khi nó sẽ không có thở được. Mình để xa chút xíu cũng không sao. Mình chừa khoảng xung quanh ha. Nhưng mà nếu mà chừa xung quanh như vậy thì hơi lạnh này kia thì mình vẫn phải trùm mấy cái bao. Trùm thì tốt, nhưng mà nói chung á là nếu mà một trong vài đêm mà nó ấy quá thì mình trùm lên nó không sao, xong rồi mình cạo nó giống như mua nó ra chút xíu thì không sao hết á. Vậy là cứ mỗi ngày mình cũng ra ghé thăm các em một tí. Mình thấy các em mà nào cảm thấy mà nó hơi bí thở thì mình khơi buổi sáng rồi tối là mình đắp lại cho các em. Nhưng mà về tưới cây thì sao trong cái thời điểm này? Thời điểm này thì không nên tưới nhiều. Thứ nhất là mình mới vừa có những cơn mưa rất là nhiều nặng luôn á, thì coi như là mình có thể là không, 2 tuần không tưới nó cũng ok. Dạ, nhưng mà cây vô mùa đông á mình giữ cho nó đừng có quá khô, nhưng mà đừng có để cho nó quá ướt. Nếu nó quá ướt á thì nó cũng lạnh lắm á. Bởi vì khi mà nhiệt độ mà ban đêm mà nó lạnh rồi đó thì mà ướt thì nó sẽ lạnh hơn. Dạ, hồi sáng ra đó là thấy những cái ở trên nó có xương anh, là nó đông đá. Nhưng một lớp đá phía trên là có biết là mình lạnh lắm, cho nên nếu mà nhiều nước nó nằm phía trên quá thì cây nó sẽ bị đông, đá nó dễ đông hơn thì nó dễ chết hơn. Nhưng mà nói chung mình che những cái đó nó chỉ là một phần nhỏ thôi, nó giúp cho cây. Mình nên trồng cây lại bằng những cái gọi là frost protection fabric, có nghĩa là cái vải che lạnh mà lần trước mình có nói á. Cho nên quý vị nào mà chưa có biết về cái những tấm vải che lạnh thì quý vị hãy vào những cái video của chương trình khu vườn của những con ong của các mùa trước thì chúng ta sẽ biết về cái những loại vải này. Và cái loại vải này thì ở đây mình cũng có bán phải không em? Bữa nay thì em hết tán rồi. Dạ. Tại vì thật ra đó là mình nên che trước, nhưng mà mình có thể đi Home Depot hoặc là đi Arizona Bag Company thì họ bán, họ cắt cho mình luôn. Cắt cho mình có là nghĩa là theo cái mức độ mình, độ lớn mình muốn. Đúng. Vậy là nếu mình muốn quá lớn thì họ vẫn có cái tấm thật là lớn cho mình. Đúng. Cho nên lý do quý vị nào có những cái khu vườn mà tương đối lớn đó, mình có những cái hàng cây, ví dụ như quý vị thấy á, có những hàng cây để mà những cái chắn gió này kia đó, thì quý vị sẽ có những cái tấm đó để mà che cho, thành ra là nó sẽ bớt đi cái độ lạnh cho cây, giữ độ ấm.
Nhưng mà nếu mà lạnh lắm thì mình, như những đợt trước mình có nói đề cập tới về những cái máy sưởi, thì đợt này mình cũng sẽ chia sẻ cho quý vị về những cái máy sưởi mà mình có trong khu vườn của mình. Và nếu quý vị nào có thể, không nhất thiết phải là cái loại máy sưởi đó, mà vẫn có thể sử dụng các loại máy sưởi khác. Dạ. Ok, và giờ này xin mời Phương Bi có thể chia sẻ một vài cái loại, ví dụ cái loại máy sưởi mình đang sử dụng cho cái khu vườn của mình, để quý vị có thể nắm biết được là chúng ta phải cần cái gì cho cái máy sưởi của mình. Dạ, bây giờ mình qua coi cái máy. Okay, rồi. Đây là cái máy sưởi, mà cái máy này là công dụng của nó rất là nóng luôn á. Mình xài bằng ga và điện nữa, cái điện thì nó chỉ giúp cho cái quạt thôi. Nhưng mà cái máy này là xài bằng ga, bây giờ mình sẽ bật lên thử nha. Quý vị thấy không, có lửa đến nỗi mà lửa tia ra luôn. Yep. Nói lửa nó tia ra luôn đó. Yeah. Cái này rất là nóng luôn. Cái này thì mình chỉ xài trong những cái khu vực mà nó rộng nha, giống như một cái nhà kiến mà rộng á, nhà kính mà rộng á. Chứ nếu mà mình xài trong cây thì chắc là cháy luôn cây. Dạ, nó rất là nóng á. Nhưng mà ở đây tụi em có mấy cái quạt nữa. Và cái loại máy này thì nó dùng trong cái những cái khu vườn lớn, mà ngoài ra thì mình vừa dùng bằng ga mà vừa dùng bằng điện để mà cho nó bật cái quạt. Dạ. Còn ga thì để mà nó đưa cái hơi, giống như là hơi cháy ra. Dạ đúng rồi, nó thành lửa luôn á. Nếu là tắt đèn tắt ga tại xài mấy cái bình này. Dạ. Nhưng mà mình có thể mua những cái máy nhỏ hơn, chứ không nhất thiết phải cái máy này. Những cái cây mà mình trùm nhỏ, mình có thể xài cái máy heat mà nó gọi là outdoor heater đó. Mình để vô cho cây đó trong một cái khu vực nào đó thì nó cũng tốt. Và như vậy thì ví dụ những cái mà máy gọi là máy heat mà để trong nhà này kia đó, mấy cái loại máy đĩa này kia nhỏ thì vẫn có thể sử dụng được phải không? Vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà thí dụ như lỡ mà trời mưa thì phải có tìm có gì mà ở trong khu vực mà có thể che được. Dạ, đúng. Nó ở trong cái ở ngoài trời, nhưng mà đừng có phải giống như là mưa gió này kia ảnh hưởng tới nó. Yeah. Rồi thưa quý vị, nói đến Tết kia cũng rất là nhanh, và chúng ta thấy có những cây không, wow, cây tắc trái triệu quả, vàng cả cây, quý vị thấy không? Yeah. Và thì em có thể chia sẻ thêm những cái cây gì mà có thể gọi là nó tốt trong cái mùa này, và những cây nào nó không tốt trong cái mùa này? Nói chung những cây nào mà tốt á thì tắc, thì cam chanh, quýt bưởi tắc, thì những cái cây đó thì nó rất là nó ok. Hoặc là mình có thể mùa này mình có thể trồng cây tuyết nè, cây su mỹ đó, cây dâu tầm, những cây trái lựu cũng ok, và cây hồng giòn cũng có. Rồi táo nè, những cái cây nào mà nó chịu được khí hậu lạnh á, mùa này là trồng ok, thì cho đến tháng 1 là bắt đầu nó nở ra, cuối tháng 1 là nó ra hoa và ra lá. Anh nghĩ là cái cây dâu tầm, một số cây trong thời điểm này nó rụng lá thật trơn hết. Đúng. Thì nhưng mà nếu rụng lá như vậy thì trồng nó có bám đất được không? Dạ trồng á thì bắt đầu nó tới tháng, bây giờ cuối tháng 1 á bắt đầu nó chuẩn bị nó ra, cuối tháng 2 là nó ra. Ra mầm đó. Ra mầm. Cho nên trồng bây giờ thì từ từ ở dưới thôi, đất thật ra nó vẫn ấm nha. Mình cứ nghĩ dưới đất là nó không ấm, nhưng mà dưới đất nó ấm hơn bình thường. Ấm hơn bình thường. Cho nên những cái cây mà người ta gọi là bare root á, bare root có nghĩa là người ta trồng xong người ta nhổ lên gốc, ta đưa cho người trồng á. Thì nó bây giờ là bắt đầu người ta bán rồi, chuẩn bị bán rồi. Dạ. Là những cái ví dụ mình thấy nhiều khi họ bán tới cái mùa này, nhiều khi họ bán những cái giống như cây hồng đó mà con đụm vậy thôi phải không? Rồi đó là mình không có lá, không có lá, không có bông gì hết, và mua về để chuẩn bị để cắm vô. Thì khi mà chuẩn bị những cái cây mà bán như vậy đó, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị như thế nào cho cái mùa mà trồng cây? Bây giờ là mùa tốt nhất để có thể đào lỗ để trồng cây nè, với lại chuẩn bị đất. Tại vì thứ nhất đó là trời lạnh đó thì mình không có bị mồ hôi. Đúng rồi, mình làm mình được. Ra mình đào lỗ là mình cũng tập thể dục luôn á. Mình thấy sảng khoái hơn phải không? Đúng rồi. Trời mát nữa. Đúng rồi, ra một hồi là ấm à.
chứ cho nên nó mùa này là đào lỗ. Rồi cái mình pha đất, tại vì có những cái phân á, mình phải nó càng để lâu thì nó lại càng tốt, giống như phân compost nè. Hoặc là nếu mà những người nào mà muốn trồng, quý vị nào mà muốn trồng những cái phân giống như là phân bò, phân chuồng đó, phân chuồng mà tươi á, thì mình nên bỏ bây giờ để cho tới cái tháng 3 đó bắt đầu nó phân hủy là tốt cho cây. Tốt cho cây. Ví dụ nếu mình có nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo rồi gì đó, ở trong vườn á, thì mình có thể mình dùng mấy cái phân đó là bắt đầu mình lót dưới, mình đào hố ha. Đào hố sau đó mình lót đất đó với những cái phân đó với những cái dăm bào, mùng cưa rồi gì đó. Là mình để ủ lại. Mình có cần phủ cái lớp nhựa hay là lớp gì là trên cho nó khỏi bị khô không? Nên phủ lớp mốt cũng được. Tại vì phủ thì nó sẽ giúp cho phân hủy nhanh hơn. Mùa này thì nó không phân hủy nhanh hơn và bởi vì lạnh quá. Đúng rồi, giống như mùa hè nóng. Nhưng mà nói chung là có những quý vị là xài phân trực tiếp, những cái phân giống như là phân bò nè, phân gà rồi đó. Nếu mình xài trực tiếp vô cây mà giữa mùa hè hoặc là trước mùa hè đó, nó sẽ quá nóng cho cây thì là không tốt cho cây tí nào hết. Thứ nhất là cái khí hậu của bên mình rất là nóng và khô, cho nên cái phân hủy nó cũng chậm hơn những cái chợ tiểu bang khác. Mình có nhiều người phải tưới nước rất là thường xuyên để cho cho nên thường thường á là mình mua đây là mình mua những cái loại phân mà compost á, những loại phân mà người ta đã phân hủy quá trình rồi đó. Người ta biết nó tới cái nhiệt độ nào nó tốt cho cây và người ta biết là nó bao nhiêu lâu, thường nó phải 6 tháng nữa mà người ta sẽ trộn nó rất là thường xuyên nữa, chứ còn mình mua mấy cái phân kia bón thì cũng chưa chắc. Đúng rồi, dạ. nó nguyên chất quá thì nó lại nóng cho cây. Và như vậy thì trong khi mà mình trong cái thời điểm này ngồi mình sự chuẩn bị để mà đất cho tháng 3 mình trồng, nghĩa là mình đào hố ha. Quý vị nào có chuẩn bị muốn trồng cái loại cây gì đó thì bắt đầu chúng ta chuẩn bị đào hố rồi lót phân xuống, trộn phân ủ xuống, vẫn phải tưới nước ha. Dạ. Vẫn phải tưới nước để cho nó có độ ẩm thì nó sẽ mau phân hủy hơn. Dạ. Còn nếu mình để khô quá thì giống như mình cất kỹ rồi, bữa đó thì nó cũng như vậy, nó chưa phân hủy nổi. Thì mình phải chuẩn bị. Tuy nhiên thì đối với những cái cây mà đang trồng, đang sống trong vườn thì cái mùa này ngoài việc mình hạn chế tưới cho cái nước đủ ấm thì mình có nên bón phân nó hay không? Mà nếu bón thì bón loại nào? Còn nếu không thì tại sao? Mùa này em không bón phân. Thứ nhất đó là tại vì nó lạnh, mình không có muốn cho cây nó ra những cái mầm non quá non thì nó sẽ chết, hoặc là cây ra hoa. Bây giờ tự nhiên xoài của em nó ra bông rất là nhiều, nổi trứng nên giống như là chuẩn bị đón Tết hay sao đó, nó ra bông đầy hết. Dạ, tại vì thật ra đó, đây là cái mùa mà nó ra bông ở bên phôi ra. Nhưng mà nó vẫn còn cái thói quen đó. Nhưng mà nói chung nó ra bông thì nó sẽ không đậu trái. Charlie, vậy thì trong thời điểm này đó, ra bông đó là mình phải ghép bông để cho nó không có nuôi bông. Em đang phân vân không biết là em có nên ngắt bông hay không, tại vì ngắt á thì nó sẽ những cái chỗ ngắt á nó sẽ bị lạnh. Cháy bị lạnh. Bị lạnh, cho nên em phải chờ cho nó bớt rồi em mới ngắt. Nhưng mà cây nó không có nhiều năng lượng quá lúc mà nó đang ra bông, nhưng mà lúc mà nó đang nuôi trái á nó mới tốn nhiều năng lượng, cho nên nó vừa ra mấy cái trái nhỏ nhỏ là ngắt trái. Dạ. Hai trái vô chấm muối ớt ăn. Mày quý vị cái trái chắc tí teo là giỡn chơi thôi, nhưng mà bởi vì khi mà đã có đầu trái rồi thì phải cái mùa này không nên để cho cây phải nuôi trái. Dạ. Cho nên thường thường á là những cái cây đó thì nó bớt chút xíu năng lượng, cho nên mình còn phải bảo vệ nó nhiều hơn chút xíu. Còn những cái loại cây khác thì cái loại cây nào thì mình nghĩ là bởi vì trong cái mùa này thì lại có nhiều cái loại cây mà nó lại phát triển tốt vào mùa đông. Ví dụ như những loại rau ha, tầng ô, cải xanh, cải ngọt, các loại cải ngọt. Thì như vậy những loại cải này thì mình có nên bón phân không? Mùa này thì bón phân ok. Dạ, tại vì thường thường trồng là bón phân compost chứ lại worm casting thì giờ em vẫn bón bình thường. Tại vì cải nó những cái rau nó chỉ có mất trong vòng mấy tháng để mà nó mình thu hoạch rồi, nên nó cần thức ăn rất là nhiều. Dạ. Bón phân cá nữa, phân cá rồi rất là tốt cho cây luôn, cho rau. Nghĩa là trong thời điểm này thì đa phần các loại cây đều không cần bón, cũng hạn chế phần tưới nước. Chỉ có riêng những loại rau mà trồng mùa lạnh đó, như là cải tầng ô, cải xanh, cải ngọt gì đó, các loại cải đó thì cái thời điểm này là thời điểm thu hoạch của nó, ăn rất là ngon phải không? Dạ, xà lách son phát triển rất là tốt. Thì những cái loại đó thì chúng ta nên bón, và nếu bón thì nên bón những cái phân hữu cơ hoặc là phân cá.
để cho nó ăn nó tốt, đừng có bón những loại phân mà giống như là dành cho cỏ đó, thì nó không có tốt cho cái cơ thể của mình. Dạ. Giống như là organic á thì chúng ta phân hóa học không tốt. Dạ. À, ure rồi phải không? Dạ, mấy cái đó thì chị để cho em bón phân ure, chị bón cho tre với lại cỏ thôi. Nghĩa là bên nó phát triển rất là xanh lá. Dạ. Ừ, và rất là nhanh. Nó cái nhưng mà nó lại dễ bị hư đất. Dạ, thứ nhất nó bị hay hư đất, thứ hai nữa là cây của mình những cái gì mình ăn được là em không có xài phân hóa học. Và như vậy thì về cái nói về những cái cây mà gọi là cây ăn trái, cây rau củ quả, còn cây ra hoa thì trong cái mùa này mình có những cái lời khuyên gì? Cây ra hoa đó thì chỉ có cây mà lần trước mình có nói là những cái cây cây đào nè, mai cây mai tứ quý hoặc là những cái cây hướng xứ, phong lan rồi này kia đó. Dạ. Thì mùa này á mình cũng có thể là chờ cho nó từ gần tới để mình lúc mình lặt lá đó, trước cái lục lặt lá là mình bỏ phân cho nó cũng ok. Dạ. Chứ còn đừng có bón sớm quá, tại vì bón sớm quá nó sẽ ra hoa sớm hơn thường lệ. Nên nó có mấy cái loại phân để mà bón để cho nó ra hoa thì như là đúng cái thời điểm của nó, đúng cái thời điểm đó thì mình bón. Dạ, thường có thể là mình bón trước một tháng thì coi như là tháng này là bón trước là ok rồi đó, bây giờ là bón là bây giờ chuẩn bị chúng ta bón để mà cho nó ra, nó dồn sức lên để mà ra hoa một cách tấp nập đó. Dạ. Thì nó ra hoa tươi đẹp hơn. Thì quý vị nào mà ví dụ có đang trồng những cái hoa như là hoa cúc, hoa mai, thực dược, hoa đào gì đó, chắc là hoa về Tết á, thì cái đây thời điểm quý vị nên chăm sóc kỹ để mà cái cây nó có sức để mà nó ra hoa đẹp cho mình. Và những cái loại phân nào mà mình thấy là tốt cho các loại hoa? Hoa đó thì mình có thể xài phân hóa học được. Nó có một số phân mà bây giờ là em cũng quên, nó gọi là super bloom. Super bloom ở trên mạng hoặc là blooming có gì mới có chữ bloom á, là nở hoa đó. Nở hoa đó thì mình mua về mình bón cho nó, nhưng nó có những cái hạn sử dụng nha, tùy theo cái loại. Có những loại mình bón trước một tháng, có những loại mình bón trước 2 tháng, có những loại mình bón trước trong vòng mấy tuần chẳng hạn vậy. Thì có đó thì mình nên theo dõi cái sự hướng dẫn của họ. Dạ, tụi em thì không có bán những cái loại đó, tại tụi em không có phải chuyên về hoa, nhưng mà trên mạng Amazon hoặc là những cái Home Depot đó người ta có đó, mình cứ mua rồi mình theo cái hướng dẫn sử dụng đó mà mình làm. Và hiện tại thì nói về các loại phân thì chúng ta cũng nên, ví dụ nếu mình mua sớm mình để dành thì đâu có ảnh hưởng gì phải không? Nó trừ phân trùng quế thôi. Phân trùng quế thì mình không nên mua tươi sớm. Dạ, mình nên để tươi, tại những cái loại mà phân trùng quế người ta bán ở Home Depot hoặc Lowe's á là nó đã qua một cái thời gian hạn rất là lâu, mình không biết bao lâu, thì nó bớt tốt rồi. Tại phân trùng quế mà tốt nhất á là phân mà nó còn trứng tươi ở trong đó, và những cái chất của nó còn rất là tươi. Mình để lâu nó khô lại thì những cái trứng trùng nó chết, những cái vi sinh vật của nó sẽ chết đi bớt. Còn những cái loại phân như compost hay là phân những cái loại phân hữu cơ á thì mình nên mua về mình để càng lâu càng tốt, không sao hết. Và nếu mình có cái sức khỏe mà có cái gì mà nhiệt huyết đam mê thì có thể đào đào đất mình chôn ở dưới thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì ở trên nó sẽ bị khô phải không, ở dưới thì nó ẩm ướt, vậy thì càng ẩm ướt bao nhiêu thì cái mức độ phân hủy nó càng tốt bao nhiêu, thì sau này mình chỉ còn bứng lên và mình xúc lên rồi mình bón các cây của mình thì nó giống như là đã trở thành cái loại phân mà nó tương đối, mà nó dễ với cây hút hấp thụ, thay vì nó có, tại bởi vì anh thấy khi nhiều khi các chợ nó bán mặc dù nó là phân nhưng mà thấy vẫn có dâm bào, mùng cưa này kia đủ thứ, nó không có nhuyễn như là cái phân mà cây nó có thể hấp thụ nhanh được. Dạ đúng, là tại vì phân lúc nào nó cũng phải có trộn thêm, tại vì những cái đó nó sau một thời gian nó sẽ phân hủy qua luôn, thì nó cũng là một loại tốt cho cây. Chứ nó không có phải nào người ta trộn bằng phân nguyên chất nguyên chất hết. Dạ, thì là heo bò đâu mà dễ cho hết không? Cho nên lý do nhiều khi quý vị, nhưng mà nếu quý vị muốn trồng cho tốt thì cái thời điểm mà quý vị cần để cho cây những cái loại phân đó nó phân hủy thật nhuyễn thì nó dễ, sau này mình phân bón thì mình khi mình như vậy nói về phần bón phân thì cách nào, bởi vì mình cái cây mình đã trồng ở dưới rồi và mình bón lên, lẽ nào mình rủ lên trên hay mình đào cái hố bên hông mình bỏ nó? Em không có đào hố, là tại vì thứ nhất là nó sẽ bị rễ, động rễ. Thứ hai nữa là mấy cái mốt mình để lên rồi đó, thì mình không nên động nó. Tại mình động nó thì những cái vi sinh vật ở dưới nó sẽ bị động, nó sẽ bị phơi bài lên đó, rồi thì nó không tốt cho cây. Cho nên tụi em thường thường
Rồi tới lúc bón phân thì tụi em bón phân một năm chỉ có 2-3 lần thôi. Thì tụi em sẽ để những cái phân compost ở phía trên. Ừ. Rồi gần gốc á, xong rồi làm phủ một cái lớp phân trùng quế, xong rồi lớp mốt nữa, lên nữa. Thì nó sau một thời gian nó sẽ phân hủy xuống, thì nó sẽ cây nó sẽ ăn. Nhưng mà mình nên để sớm hơn cái lúc mà mình nên ba bón. Thì sau một thời gian nó mới phân hủy. Thí dụ như bây giờ mình tháng 3 mình bón phân ngay, bây giờ mình để nó tháng 2 thì bắt đầu mình tưới nước, nó sẽ bắt đầu nó xuống nó thấm dần xuống. Yeah. Nhưng mà như vậy cứ mỗi năm như vậy mình cứ ép nó khi nào nó trồi lên thành một cái đụng không? À, dạ không, tại vì nó phân hủy quá nhiều, cây nó ăn rồi sau một thời gian, chỉ trừ phi anh để trong vòng rất là nhiều và anh để trong vòng mấy chục năm, không phải mấy chục năm chứ mấy năm, 10 năm rồi chẳng hạn, thì nó sẽ lên thành một cái lớp. Nhưng mà đất của mình anh biết là sau một thời gian nó cũng bị sói mòn xuống, nó sẽ xuống mà. Như là cái cây khi mà nó ăn nó thì nó hút nó thành nó xuống. Yeah. Anh lại thấy ví dụ nếu mà còn cái đất ở dưới á, nếu mà ở đất ở dưới mà sạn cát nhiều đó thì nó có tốt cho cây khi mình để lên trên không? Đất ở dưới hả? Tại cái đất ở dưới nhiều khi tại nó ăn hết mấy cái chất mùn này kia hết rồi đó, thì ở dưới nó chỉ còn mấy nhiều khi sạn cát rồi nhiều hơn, thay vì cái mùn cưa đó mình để trên không, mình không có đào dưới. Lúc đầu mình trồng thì mình đào dưới, mình bỏ dưới mình có rồi đó, nhưng mà sau khi những cái loại đó thì cây cối nó dễ hấp thụ hết. Sau một thời gian á thì thứ nhất là trên nó sẽ thấm xuống từ từ. Sau một thời gian ở dưới nó phân hủy thì cây nó bắt đầu nó ăn. Nhưng mà anh phải nhớ là cây, cái rễ của nó chỉ có một, thường là 1-2 rễ lớn, còn có những cái rễ nhỏ là nó sẽ mọc ra. Nó mọc ra thì phía trên mình để lên để cho nó ăn những cái rễ phía trên. Bóp xuống. Dạ. Thứ hai nữa là mình tưới á thì nó sẽ xuống. Với lại những cái dưới nó chậm hơn, nó chậm phân hủy hơn chút xíu, tại vì nhiều lúc ở càng sâu nó càng chậm phân hủy hơn. Dạ. Chứ nó không có phân hủy dễ hơn, tại vì nó không có cái không khí để nó phân hủy được nhiều. Thì cây nó sẽ ăn từ từ chứ nó không có nhiều vậy. Cho nên có những cây nó sống chừng 10 năm hay 5 năm gì đó, nó thấy nó còi xuống rồi. Chứ anh không có thể nào mà đào cây lên rồi anh bỏ xuống lần nữa rồi. Nhưng mà mình ví dụ ở xa xa mình có thể đào cái hố xa xa đó mình bón phân cho nó, ok tới ăn được, giống như là cái chỗ nuôi gà này, cho nó tới nó ăn vậy đó. Cây nó không có đi được anh. Nó vò cái rễ đó. Cũng cực lắm ạ. Tưới nước ở đâu đó coi, ok tới ăn tới ăn. Thì tuy nhiên như vậy thì quý vị biết là cái cây của mình phải chăm sóc nó bằng những cái loại phân. Thì cái mùa này là cái mùa chúng ta phải chuẩn bị cho đất. Dạ, nên chuẩn bị chứ không phải là phải. Nên chuẩn bị, mình chuẩn bị càng sớm càng tốt. Dạ đúng. Nếu mà khi chúng ta chuẩn bị sớm đó thì cái cây của nó sẽ tới cái mùa mà bắt đầu là cái ánh nắng tương đối nó ấm hơn đó, thì theo dự định thì khoảng tháng 3 ha. Đúng. Tháng 3 là cái lúc đó, thì khi như vậy thì cây chúng ta sẽ có bắt đầu nó phát triển một cách nhanh mạnh nữa. Dạ. Thứ nhất là nếu mà muốn trồng cây thì bây giờ là lên kế hoạch là mình trồng đâu đó thì mình đào lỗ để mình bỏ phân lên. Thứ nhất là nó giúp cho đất của mình nó tơi xốp hơn, rồi sau một thời gian mình tưới những cái phân nó sẽ phân hủy tốt hơn. Rồi thứ hai nữa là tới tháng 3, tháng 4 mà lúc mà nó nóng lên rồi hả, là mình đào rất là cực. Cho nên bây giờ nên là lúc đào tốt hơn. Và nếu quý vị nếu cần những cái loại cây để mà trồng trong nhà thì trong tháng 3 thường thường mình sẽ có những cái loại cây gì để mình giới thiệu với khán giả tại Arizona nói chung? Tháng 3 đó là em hầu như tất cả những loại cây, trừ sầu riêng, chôm chôm với một số cây bòn bon là em không có bán thôi. Còn lại khế, xoài, cóc, ổi, mận, sambuche, quýt, cam, quýt, rồi cây thần kỳ, rồi nói chung hầu như cái gì em cũng có. Cây trứng cá rồi kia có hết. Trứng cá, mía, xả, cái gì cũng có. Các những loại cây mà chúng ta thường thấy, thường quen, và đôi khi chúng ta biết ở Việt Nam nhưng mà mình chưa bao giờ mình trồng, ở Mỹ thì cũng đều có hết. Thì quý vị hãy đến. Và cái địa chỉ của cái khu vườn của mình cũng như cái số điện thoại liên lạc. Dạ, 8640 South 19 Avenue Phoenix, Arizona 80541 ạ. Và số điện thoại là 480-825-3885 ạ. Dạ vâng, và nếu quý vị nào có những cái liên lạc, cần những thắc mắc, câu hỏi gì đó, hoặc là chúng ta chuẩn bị cho cái vườn cây của mình, thì bây giờ hãy chuẩn bị cho cái vườn cây của mình. Và tới tháng 3 thì chúng ta sẽ có cái gọi là thời điểm mà bắt đầu là trồng trọt, để chúng ta có những cái cây ăn trái trong vườn một cách tốt hơn. Và quý vị, chúc quý vị có cái niềm đam mê, có một khu vườn rất ưu Việt Nam thì sẽ thành công trên tại Arizona nói riêng, cũng như nếu quý vị nào coi ở các tiểu bang khác thì cũng có thể
theo dõi và cũng như có những thắc mắc gì thì dưới những cái video quý vị có thể để những comment hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi để chúng tôi có thể chia sẻ những cái thắc mắc của quý vị đến trong những chương trình tới. Còn nữa, cảm ơn Phương Bi đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình cũng như cái khu vườn của những con ong đến cho quý khán giả của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Cảm ơn anh Trọng Phúc và xin chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại trong những cái chương trình tiếp theo ạ. Bye bye. Yeah, Happy New Year. Chào mừng quý vị đến với khu vườn của những con ong, Bee's Garden. Chương trình phát hành mỗi thứ ba đầu tháng trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ chiều giờ Arizona trên kênh Việt News USA. Mang quê hương đến mọi nhà. Quảng cáo và tiếp cận với khách hàng là một công việc mà các doanh nhân cần phải làm và thường phải nhức đầu. Làm cách nào để có những business call, flyer, brochure, menu, gift certificate đẹp và chuyên nghiệp, đáp ứng được thị hiếu và mức độ sang trọng của thương hiệu? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị có những sản phẩm để hỗ trợ cho việc khẳng định thương hiệu của mình. Làm cách nào để tiếp cận với khách hàng khi mọi người đều dùng smartphone để truy cập website? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647 để được hỗ trợ trong việc tạo dựng nên một website cho thương hiệu của mình, giúp hỗ trợ SEO, tạo sự dễ dàng cho việc kết nối với khách hàng của mình. Thành công của quý vị cũng là thành công của chúng tôi. Đừng chần chờ, hãy gọi ngay 602-481-2647, 602-481-2647. Chọn mặt gửi vàng, chọn thương hiệu để tạo dựng sự thành công. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Đừng quên bấm nút đăng ký, ghi danh, subscribe cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.